Vừa rồi trong server Discord chơi D&D của bọn mình, Funky Dungeon Master mới cùng tụ tập chia sẻ các kỷ niệm chơi D&D và game nhập vai đáng nhớ. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp server đạt mốc 1.000 thành viên. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là các bạn ở tier hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Đầu tiên là của Lip. Hôm nay là sinh nhật Lip à? Tiên ai biết đâu? Hôm qua. Ok. Thế là kỷ niệm của Lip. Lip có cái kỷ niệm cũng khá là buồn cười gần đây. Là một cam đầu tiên mình chơi trong server và đã có sự xuất hiện trên kênh YouTube của anh Thiện. Thực ra nói là cam thì cũng không đúng lắm, tại nó là một bắn, one shot. Thiên với combat thì đúng hơn, đó là Skull Smasher cùng với sự xuất hiện của Đắc Đinh, Lightning, Thai Lung, Acidan và đương nhiên không thể thiếu mình, Vesperia. Hôm đấy mình chơi một bạn Varihomi Fighter Blessing Wizard, nghe hơi meta một chút, nhưng mà tại hôm đấy là one shot combat nên mình mới thế thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều. Về tình tiết thì Lit sẽ không kể dài dòng văn tự tại có full clip trên YouTube rồi, nhưng mà việc Lit không ngờ tới là character của mình có thể sống đến cuối session, thậm chí là hoàn thành luôn quest với cái AC-19 chưa kể shield thì nó khá là buồn cười, và nó cũng là một cái trải nghiệm khá vui vẻ khi lần đầu tiên được ngồi chung bàn chơi với vài người bạn mới và được anh Thiện dẫn game cho. Đúng là một kỷ niệm khá là đáng nhớ. Mới đây thì server mình đạt 1.000 người tham gia, cũng là cột mốc đáng nhớ, và trùng hợp là trao kết quả cũng vào sinh nhật mình luôn, nên là hy vọng server sẽ càng phát triển nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một sân chơi mới cho những bạn đã, đang và sẽ có hứng thú với bộ môn tabletop như thế này. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ạ. Thế là sinh nhật của Lit theo như cái bài này thì là hôm nay nữa. Thả tìm tác Lit phát. Lit hôm nay sinh nhật à. Ok, Hân chia sẻ. Nếu để chọn một kỷ niệm đáng nhớ về D&D thì mình sẽ chọn event How to Build Your Character vào năm 2017. Đây là một sự kiện hướng dẫn chơi D&D cho newbie, tổ chức tại quán The Cube ở Trần Vũ. Thực ra ban đầu mình tính đến để chơi thôi, vì mình newbie đặc mà, làm PC được một lần, làm DM một lần, thêm vài bữa chơi Pathfinder. Nhưng khi đến tham gia thì theo như mình nhớ, số player tương đối đông khiến các DM không xuể, nên mình đã chám vào làm DM luôn. Lúc đó mình là newbie hoàn toàn, lại không có chuẩn bị gì cả nên hoàn toàn phải ứng biến. Lúc đấy mình chỉ có một bộ đai duy nhất, phải mượn của Bún Chả Ngon cho player dùng. Mình vẫn nhớ party hôm đó có một cặp vợ chồng và hai bạn nam cấp 3. Sau buổi đó thì anh chồng có rủ mình tới quán cà phê của hai vợ chồng để host. Mình có tới nhưng không nhớ hôm đó host cái gì nữa. Cuối buổi event hôm đấy mình trúng được một bộ dice, nhưng tiếc là giờ bộ dice đó đã mất viên D4 rồi. Ây da, mất viên D4 là rơi trong nhà là hơi nguy hiểm nha. Literally là cow chop. Mất viên nào không mất lại mất viên D4. Bạn này 178. Mãi mình thấy có một bạn thấp rồi. Hân. Tiếp theo là Hoành Thành Giang. Em đã từng chơi one shot giải cứu Hải Đường phần 2 của chị Đường và mọi chuyện rất bình thường cho đến khi một chàng thanh niên chất giọng rapper nhảy từ cây xuống chém thẳng vào NPC bằng cây long sword. Sau đó nó hóa boss và 40 sát thương một nhát rồi cả team TPK. Tự nhiên cái one shot này Đường dẫn một cái game nhập vai nhiều, đến gần cuối game các thanh niên bật đồ sát Murder Hobo, như đấy là cái TPK đầu tay của Đường. Thì nó giống cái lần giải cứu Hải Đường 1 của em, thì mọi người đang nói chuyện xong thì em cắt tôi nập đét vô con mèo. Em chơi cái lần mà hóa động vật với cả hoa quả nữa. Đúng rồi anh. Khi mọi người lúc mọi người giải quyết gần xong thì em cắt tôi nập đét vô xong con mèo. Oh no. Tức là mọi người có nhiều cái kỷ niệm liên quan đến Hải Đường à. Kỷ niệm của em cũng là giải cứu Hải Đường bất hai. Wow, trao giải danh dự cho Đường. Đây chuyện của táo. Ăn cứ đọc đi. Sau okay. Em sẽ kể thịt. Huy thì có hai kỷ niệm nhớ nhất khi chơi D&D là khi chơi Westmarch của Danny Bell và được roleplay một nhân vật mà mình như sống thêm một cuộc đời vậy. Kỷ niệm thứ hai là khi chơi game Giải cứu Hải Đường phần 2 của Đường, một buổi cực kỳ vui và meme noise nó đánh ra một câu chuyện đầy cảm xúc, nhưng vì tôi và hai anh em khác trong party đó hành động quá ngốc nghếch nên nó như một bộ phim comedy vậy. D&D nó thật sự là một board game giúp mọi người liên kết với nhau dù là người lạ hay không. Ngay mà ngờ mình có thể chơi vui đến vậy với hai ông bạn mình lạ hoắc. Nhưng D&D đã cho em thấy một điều là sự liên kết giữa con người và con người rất dễ dàng có được, và cũng khiến em dễ mở rộng những mối quan hệ trong cuộc sống hơn. Hình như là cùng cái game với... Sao mọi người? Cái game mà của em với Unrack với một ông khác ấy là khác buổi dưới Giang. Cái hôm đấy hình như là cũng năm ngoái. Là hôm đấy đáng ra là có 5 player nhưng mà hai ông nghỉ, chỉ có 3 anh em thôi. Xong chúng em bắt đầu là đỡ cái đế quốc và nhân vật NPC đầu tiên của chúng em ấy, đáng lẽ ra là chúng em sẽ khai thác thông tin về từ người đó đúng không? Nhưng không, em đứng ra em kêu là bây giờ đánh gục
anh ta đi, xong để tôi mặc đồ của anh ta, xong treo anh ta lên cây đi, rồi chúng ta sẽ vô cái đế quốc đấy chúng ta. Sao lại đúng rồi, ta... và cứ như thế đi. Bọn em cứ như thế bọn em cứ tiếp tục câu chuyện, và tất cả những cái NPC mà đáng ra chúng em phải bắt chuyện khai thác thông tin không, chúng em là xử hết luôn. Và đặc biệt ở trong game đấy thì nhớ nhất có một cái khoản là cái khoản game là có một cái khoản khác là em và một ông wizard, ông bo hay wizard đấy, với cái spell mà đi cái xe của ổng ấy, thì chúng em cứ hoán đổi cho nhau, em mặc đồ ổng xong ổng biến thành em, xong ổng mặc đồ em, xong em mặc đồ ổng, xong ổng mặc đồ em, như vậy để mà chúng em có thể là thay nhau kiểu giả dạng. Nhưng mà tại sao lại phải làm thế? Ai biết được. Ok ok. Đôi khi trong đầu mình cũng có những con khỉ bấm nút loạn lên từ khi nó muốn mặt. Đôi môn nó muốn thả bom vào thế giới. Tại vì là như này, ông kia thì ông có mấy cái spell nhưng mà ông có thể chân thám, nhưng mà để vào mấy cái vùng mà để ông chân thám ấy thì ông phải là biến thằng em, và thấy ông lấy đồ em mà, sau ông sử dụng biến ca sèo ông biến thằng em, sau em phải hả em đồ ông, sau em phải em cũng không hiểu sao lúc đó mà em có thể trả được mặn của ông nữa. Và cứ thế buổi chơi cứ bắt đầu trong sự bất lực của ông bạn rap, một ông có thể nói là chơi nghiêm túc nhất tuổi. Ok, em nghĩ chơi câu chuyện nó chỉ thế. Ra cái game D&D rồi kiểu lúc đầu cổ nghiêm túc đến đâu anh thấy cứ đến cuối buổi là ngồi nhau cười. Mọi thứ đã khác. Đây là kỷ niệm của cá. Hay mọi người, mình là cá. Như một số fandom của các dòng game và phim kinh dị thì cá có siêu năng lực biến nội dung thành một hài kịch bất kể nội dung. Chuyện này phải nhắc đến kỷ niệm chơi một one shot do DM là Covert dẫn, cá trong vai một high elf, Tiana và Kito trong vai White và Silver Dragonborn, và anh Hoàng. Và anh Hoàng không thấy ghi tên nhân vật luôn. Và anh Hoàng DM Covert đã dẫn cá và mọi người vào trong một lâu đài để tìm kiếm thông tin về lũ trẻ bị mất tích một cách bí ẩn. Xe ngựa được một Aulin đánh đến trước cửa lâu đài. Mọi người từ từ tiến vào, và điều đầu tiên cá làm khi gặp lũ nhện khổng lồ là chọc cho lâu đài thủng một cái lỗ khá to. Sau khi cắt đuôi được lũ nhện thì cá nhận ra ở căn phòng cuối hành lang phát ra tiếng người. Thế là cá levitate bay lại gần trong khi vẫn còn đang tàng hình. Lúc đấy mọi người thấy một thanh kiếm trôi nổi giữa không trung và một bầy nhện đuổi theo sát nút. Thế là mọi người bỏ cá còn đang lơ lửng mà chạy bạt mạng vào một căn phòng, khóa cửa lại. Cá vào căn phòng ban nãy thì thấy ông Aulin đánh xe và một cô gái nửa người nửa nhện. Cùng lúc đấy, bọn nhện phá cửa đến căn phòng Kito, Tiana và anh Hoàng đang trấn thủ, nên mọi người đành phá cửa sổ và nhảy xuống. Ông Aulin thấy thế thì nhảy xuống tham chiến. Tiana prone, Kito thì phải solo ông Aulin, còn anh Hoàng thì cao chạy xa bay. Cá lúc hết tàng hình thì bị lũ nhện bay vào táp, may thay được cô gái ban nãy giải vây. Thế là cái viễn cảnh trên lầu bình tĩnh đàm đạo, dưới lầu đánh nhau chí chóe. Cá tranh thủ lấy thông tin, Tiana và Kito khống chế ông ao lên. Anh Hoàng lúc đó đã bật vô âm tín. One shot kết thúc khi cá tê lê mọi người về nơi xuất phát, còn cá thì đơn phương độc mã đối phó. Mọi người dù đã thông qua với nhau Aoka, nhưng ai nấy cũng đâm ra cười hoang mang vì đã nâng cái tầm lệch plot lên một level mới. Xin thú thật là Thiện đọc cái này, Thiện cũng phải điều chỉnh não để đi theo plot của các bạn. Thế nhưng cá này kể số khá nhiều, nhưng mà thôi. Covert có một comment gì không? Em khổ quá, nghĩa là nó đã lệch plot rồi, thêm người kể nó thành ra một cái plot mới. Em biết nó muốn kể cái gì, nhưng mà nó kể xong rồi cái plot của nó lệch hẳn sang một cái thứ mới. Kể còn lệch hơn. Có nghĩa là xong em cố đuổi theo mà nó lại cần lệch hơn nữa hả? Nghĩa là đúng, nó rồi. Kể lại câu chuyện, nó còn lệch hơn câu chuyện gốc. Đến kỷ niệm của Bu này. Vì muốn share 3 lần nên xin phép roll 3 lần cho Sinh ạ. Một kỷ niệm chơi D&D của Bu là khi Krista rơi xuống nước, fail con save, Lewis vì quá thương bạn nên bơi đến cứu. Bạn ta có swimming speed, có tốc bơi. Thay vì đưa Krista lên bờ, Lewis đã dùng dùng tentacle nhấn luôn healer duy nhất của party xuống nước trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của DM và các bạn cùng chơi, trong đó có Bu. Các bạn dùng ngôn ngữ
nửa Anh nửa Việt, thiện đau đầu quá. Rất là xinh. Louis đã dùng tentacle nhấn luôn heal duy nhất của party xuống nước trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của DM và các bạn cùng chơi, trong đó có Bu. Em phải đọc lần 2, lần 3 nó mới trôi được. Rồi, nghi cái sau lại. Làm thế à? Có vẻ là đây là lý do tại sao cái giao tách nêu chỗ. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy Bu bán đồ. Một kỷ niệm khác xin phép được gói gọn trong bức ảnh này, xin phép không tiết lộ người cầm Amelius là bạn Du trong bài share câu chuyện vừa kể trên. Hold up. Wait a minute. Lèn vào phòng Amelius, đặt bẫy treo anh ta lên thôi. Amelius, để tôi theo dõi cô 24/7 xem cô đặt bẫy phòng tôi kiểu gì. Rồi bạn kia chạy đến Sylvanas cứu, party tụi mình có biến thái. Hold up. Đó là đặt bẫy xét 24/7 á mọi người. Câu chuyện cuối cùng là lần chơi game đầu tiên tại server. Đó là game do TPK DM, gấu cú đình của chúng ta dẫn. Hôm đó có sự góp mặt của gấu cú Búp. Hôm đó lab Bu hỏng nên không thể lên Roll 20, vậy nên phải nhờ Búp dice hộ. Lúc đó Bu là một wizard và đã mang theo spell yêu thích nhất, Silvery Bobs. Khi combat căng thẳng đến đỉnh điểm, có vẻ là sắp thua rồi, Bu đã dùng quyền năng dice lại này để cố gắng cứu party. Bu kêu lên nhờ Búp dice giúp Bu và bảo đình Bu muốn dùng Silvery Bobs, nhưng không một ai nghe Bu nói. Bu đã khóc trong tuyệt vọng. Đó là lúc Bu nhận ra nãy giờ Bu không bật mic. Thiện phải làm cho đúng như bài viết, đúng như giọng của Bu, và đã mang theo spell yêu thích nhất, Silvery Bob. Wow. Rất là chân thật với người viết. Cái tiếp theo mình sẽ đến kỷ niệm của John. Bản thân mình không phải là một người có năng khiếu hay bùng cháy đam mê với D&D, và vậy nên điều là mình luôn trở về đây là tinh thần và tình thân. Wow, trời chữ này hay quá. Tinh thần và tình thân. Thân trong một không gian văn minh, chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, cầu tiến, đem lại những giây phút thư giãn bên những member. Chúc mừng Funky Dungeon Master Discord đạt 1000 player thành viên. Trải nghiệm mình có tại đây, kỷ niệm đáng nhớ nhất là tất cả những gì xoay quanh event Valentine do anh Thiện tổ chức với sự tham gia của những member độc đáo trong FDM. Thời gian được làm background chung với Pika vô cùng giá trị với mình. Không phải cực sâu sắc, mà điểm sáng là cạnh tranh lành mạnh và vui vẻ. Điều mình tin cũng luôn có trong tất cả những cam D&D của server. Cảm giác chiến thắng, kết giao và vẽ nên một cuộc phiêu lưu, toàn bộ đều là những gì D&D có thể mang đến cho mọi người. Vì lý do đó, mình mong sẽ có nhiều người ưa thích hơn bộ môn này để D&D phát triển lớn mạnh tại Việt Nam. Chia sẻ ngoài lề, Việt Nam đang thiếu cho mình những thương hiệu và D&D dù ngoại nhập nhưng mang trong mình được đủ những yếu tố phần là điểm mạnh của con người Việt Nam. Thì cần đọc lại câu này. Việt Nam đang thiếu cho mình những thương hiệu và D&D dù ngoại nhập nhưng mang trong mình được đủ những yếu tố phần là điểm mạnh của con người Việt Nam. Mọi người khi viết văn hãy thêm những dấu phẩy vào để biết mình hết cẩn sừng ở đâu. Việt Nam thiếu cho mình những thương hiệu và D&D dù là ngoại nhập nhưng mang được trong mình được đủ những yếu tố phần là điểm mạnh của con người Việt Nam. Chúng ta rất thân thiện và hòa đồng, luôn có sự cởi mở về văn hóa, nhiều địa điểm đẹp, chức thức ăn đa dạng. Thật tốt nếu có thể đưa những yếu tố ấy vào camp D&D để phát triển và giáo dục hơn, để nhiều người biết đến Việt Nam. Tóm gọn là camp Việt Nam Nation Inspired. Thả cái tim. Kỷ niệm của bro, mình nhớ lần đầu biết đến D&D là qua stream của Hololive về World of Darkness. Sau khi tham gia một số cam off cũng như cam on thì mình đã có rất nhiều kỷ niệm vui cũng như đáng nhớ về D&D. Mình mong rằng D&D ở Việt Nam sẽ phát triển hơn. Cái này Thiện có reply một cái là bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn một kỷ niệm của bọn mình trông vui không? Bạn ấy viết ở bên dưới. Vâng, có thể nói cam off đầu tiên mình tham gia là cam White Barrel. Tham gia một nhiệm vụ và đấu với 12 Hunter có thể nói rất khó vì level 3 mà phải đấu với những Hunter có khả năng một hit thăng luôn. Một số thử thách thì quái AC 20, tuy nhiên có một số luật nhất định để vượt qua, tuy nhiên không trận nào là không có người bị knock. Đấy cũng là cam đầu mà nhân vật mình die và phải thay nhân vật mới. Chỉ hơi tiếc là do giữa chừng cả team có việc bận nên cam bị bỏ dở. Và cam on gần nhất mình tham gia là cam Solung do anh Ducky Duck dẫn. Có thể nói mình cảm ơn anh Duck rất nhiều vì có thể tham gia vào một cam mà rất tự do và thú vị với chiều sâu. Cam đấy mình có thể đi sâu vào backstory của nhân vật Tần Thủy Hoàng cũng như enjoy được việc xây dựng nhân vật một cách kỹ lưỡng. Chỉ tiếc là một số phần backstory của mình bị biến thành tưởng tượng.
bạn bro có vẻ là tham gia được khá khá game. Nghe cái tên Tần Tỷ Hoàng trong Cam and Ducky là một cái gì đó kích dị. Em cũng đang chơi song cam của Ducky nữa. Dạ đúng rồi. Điều đầu tiên Tần Tỷ Hoàng suy nghĩ trong combat là có cách nào chạy được không? Tần sẽ mở cổng dịch chuyển cho Tần chạy thật nhanh. Hoặc là mở rớp chích thì chui lên. Tam thập lục kế tẩu vì tẩu là gì tự sách. Dạ, là khi mà đang chơi là em cũng... Ủa? Nhưng mà bro có chơi cùng em không? Có. Em với bro có vẻ là khá là thân. Khi mà có một đợt ở trong phần roleplay bằng test á, thì em với đại Tần Tỷ Hoàng nói là đi giết con rồng, đem em lấy máu con rồng em đi nghiên cứu. Xong rồi cảnh sát chặn sau em bị rồng phun chết. Nghĩa là cứ mọi chết người luôn hả? Chết luôn không, nhưng mà may là anh Ducky bằng một cái thần kỳ rồi đó đã lôi em dậy được. Em bị văng vô trong cái quả cầu con rồng á. Và em deadshep, nó sẽ auto deadshep hai lần là fail hết. Xong rồi có ai đó tắt cái dòng nó đi và em rớt xuống chết. Không được chơi. Em tham dự đó được 3 session thì chưa combat này em được đánh hết á. Em toàn bị không paralyze thì cũng lên trời bất lực lắm. Cảm Ducky nặng cái tactical combat. Người hay nói em là sao con cleric này phếu vậy? Em nói là cái đã được đánh đâu mà không phê. Ok, mình sẽ đi. Họ có nói tiếp xong, anh tưởng em xong. Cái em nói em chưa bao giờ roll được con số 10 á. D20 mà ra 8. Thường bị mấy cái save mà bị kiểm soát thì mấy cái đấy sẽ ăn hành nhiều. Còn nếu không muốn mình lan xúc sắc tấn công nhiều thì có thể bắt địch save. Cleric em là không được làm gì luôn. Em không được làm gì luôn anh. Em roll initiative thấp, xong rồi em bị paralyze. Paralyze hết dạng. Hello, vừa vào xong. Chào anh Ducky. Chào em. Bây giờ mới đọc thấy một cái kỷ niệm là ông Tần Tỷ Hoàng ông ấy nói xấu anh. Em làm gì nói xấu anh gì đâu anh. Anh nói vậy mất đi tím em quá. Nói xấu trong ngoặc kép thôi. Em khen anh thế mà. em khen vậy còn gì nữa. Kỷ niệm của anh Ducky này. Vào năm 2020, lần đầu tiên mình được chứng kiến một buổi chơi D&D và cảm thấy nó thực sự ngu ngốc. 5 người ngồi nghe một ông bốc phét rồi tự tưởng tượng bản thân là cái nọ cái kia. Cục tẩy thì là trang hoàng tử, nắp chai thì là nàng công chúa. Thú thực lúc đó, mình có cảm giác đang ngồi trong trại tâm thần. Sau vài lần bị dụ dỗ, mình cũng đành tạo một nhân vật vào chơi thử xem sao. Lúc DM vừa mô tả bối cảnh, mình nhắm mắt lại chăm chú lắng nghe, rồi lập tức cả một thế giới rộng lớn xuất hiện, cực kỳ rõ nét trong tâm trí, và mình đã bị tâm thần cho đến tận bây giờ. Xin cảm ơn. Mọi người chúc có mình... hiểu phải cảm giác hay không? Chúc mừng anh đã 3 years strong, 3 năm mạnh khỏe trong trại. 3 năm mạnh khỏe không bị Covid. Chúng em còn muốn xem ông tâm thần nói này kia trên TikTok thì bay vào đây cho thần tâm thần. Nhưng mà có một cái về D&D anh cảm thấy rất 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 là thích, tức là nó thay đổi cuộc đời anh ấy. Tức là cách 3 năm tầm năm 2020 ấy, anh là người nghiện cờ bạc, anh là người rất nghiện cờ bạc. Và sau đó thì anh không biết làm cách nào để anh thoát ra khỏi cái đấy cho đến khi anh gặp được D&D đấy. Cái đấy là cái kỷ niệm thực sự là đáng nhớ nhất với cả impact nhất cuộc đời anh luôn. Cho nên anh thấy là từ một cái căn bệnh tâm thần thật là căn bệnh nghiện cờ bạc sang một cái căn bệnh tâm thần trong ngoặc kép mà lành mạnh ấy, thì kiểu cuộc đời rất là tuyệt vời. Nghĩa là anh bỏ một game đó đen may rủi đến với một game đó đen may rủi khác. Không, thực ra đúng, đúng chính xác lại, chính xác ấy. Nói thấy nghe sai quá nhỉ. Nghiện không biến mất, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Cái gì tốt nhất là nghiện hả? Nhưng cái quan trọng nhất của D&D là anh nó kích thích cái bộ não của mình ấy. Tức là cái bộ não của người nghiện cờ bạc với là bộ não của nghiện D&D nó không khác gì nhau đâu. Nhưng mà quan trọng D&D anh thấy cái liều nó mạnh hơn rất là nhiều. Và nó lành mạnh, nó giúp ích cho cuộc sống, xong rồi nó làm cuộc đời nó tươi đẹp hơn, xong rồi làm cho mọi người vui vẻ ấy. Còn cái kia thì nó làm cho cuộc đời u ám và cả những người thua mình u ám luôn. Rồi mình thua mình u ám. Còn cái D&D mình có ra nát một thì mình vẫn vui. Đấy. Nó tuyệt vời ở chỗ đấy. Có những cái nghiện nó lành mạnh hơn cái nghiện khác. Em đúng rồi. Cho nên anh em nào đang bị nghiện cờ bạc mà cần tư vấn thì cứ bảo anh quen với cái này lắm. Hãy đến với D&D. Các bạn sẽ trả nghiện một cái gì đó. Các bạn sẽ có cuộc đời rất lành mạnh. Em sẽ cắt câu này cho một cái short, cho một cái TikTok. Tâm sự của người từng nghiện cờ bạc đến với D&D. Từ nghiện cờ bạc chuyển sang nghiện D&D. D&D. Em rút ra được một câu nói, nghiện không phải là xấu, quan trọng là cách mình nghiện. Đúng rồi đấy. em lại rút được mình nghiện. Em lại rút được câu là nghiện không bao giờ biến mất, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi.
thuyết tương đối. Đúng rồi. Lý thuyết bắc cầu của hội nghiện nữa. Còn cái mà anh Đăng Ký bảo là tưởng tượng ra, em cũng rất hay thích tưởng tượng như thế. Em thích tưởng tượng kiểu những cái cảnh cinematic, những cái thứ mình làm, xong rồi tưởng tượng góc kiểu camera như thế nào các thứ. Kiểu như là mình cái việc hay của D&D ấy, khác với những trò chơi PC khác là mình được tưởng tượng, và những cái gì mình tưởng tượng nó in trong đầu mình lâu lắm. Giống như của các bạn đọc tiểu thuyết ấy, mấy cả các bạn xem phim ấy, nó là hai cái rất là khác nhau luôn. Đấy, khi mà đọc là nó in thẳng vào đầu mình là thôi, mình không quên được luôn. Thiện nghĩ là cái này nó sẽ đi hơi lạc đề một tẹo rồi, mình có thể tiếp tục bàn sau, mình sẽ kết thúc cái mảng này. Kỷ niệm của Ne, nên là hiện tại đang giống nickname là Mèo Cát Mèo Mèo. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ne là lần đầu tiên tham gia game của anh Thiện trong những ngày server còn rất nhỏ. Game hôm đó là Forest Expedition, là game đầu tiên của server. Không chắc nên đợi anh Thiện bắt bẻ, và là game đầu tiên của anh Thiện mà Ne tham gia. Không hiểu sao Ne chỉ nhớ mỗi băng là tham gia với mình ngày hôm đó, nên xin lỗi các bạn khác nhiều ạ. Chơi được một lúc thì phải long rest xong game, nên PC của Ne tham gia canh gác trại. Lúc anh Thiện kêu lăn một cái perception check thì Ne lăn ra kết quả rất thấp. Dựa vào số vừa lăn ra thì anh Thiện miêu tả là có một vệt sáng như ma chơi xuất hiện, làm Ne tưởng quái ra nên đã sẵn sàng chiến đấu. Sau đó thì anh Thiện tả PC của Ne tỉnh dậy sau giấc ngủ gục, nhìn xung quanh thì không có gì hết. Lúc đó Ne nghĩ trong đầu, damn that got me good, và cố gắng không mỉm cười, giữ sự cool ngầu, công nhận cách xử lý kết quả của anh Thiện sáng tạo thật. Thêm một kỷ niệm nữa là lần tham gia vào one shot có con boss Green Dragon của anh Thiện edit game của Dricky mới đúng. Ở bên dưới mọi người làm một trang dài sửa game của ai. Hôm đó thì có cả Búp và Đường cùng tham gia. Sau một hồi phiêu lưu trong cánh rừng thì cuối cùng cũng tìm được con rồng và combat nổ ra. Đường lúc đó là Druid thì phải. Đường nhớ bắt bẻ nếu sai nhé. Và Đường cast Spike Grove để đánh một con rồng có khả năng bay. Hên là Ricky vẫn cho rồng dính sát thương, nhưng mà quả đó Đường làm đồng đội khốn đốn. Tính ra lúc đó người dư hịch gây... Tính ra lúc đó người gây nhiều sát thương nhất cho party không phải là boss mà là Đường. Đoạn về sau có chỗ Đường tự thú ngay. Wow. Em chơi được vui, em xin lỗi. Em đọc thấy cái phép thật ngầu. Ôi cái Spyro Row mà em kết vào đồng đội đấy là 5 feet di chuyển là mất 2-4. Đúng là ngầu thật. Nó ngầu quá. Ngầu ngầu. Cái bóng 40 feet lận. Nó ngầu mà đến Ricky dẫn game hôm đấy thôi cho con rồng đi bộ vài bước vậy. Thường thường đi bộ vài bước. Nó chỉ ngầu khi bạn không phải là thằng chân. Để xin lỗi là xong. Kỷ niệm của Đường, màn tự thú. Chào cả nhà. Mặc dù mình biết mình chắc chắn không có giải, nhưng vẫn muốn chia sẻ một chút về kỷ niệm khi chơi D&D của mình. Mình mới biết đến D&D cách đây không lâu, chính xác là từ ngày 29 tháng 11 năm 2022, ngày mình vào server này. Trước đấy thì mình chưa từng biết đến D&D, nếu có thì là biết đến hệ thống fantasy mà thôi, cũng chưa có khái niệm gì về D&D cả. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Đường bị lùa vào chuồng qua video TikTok của người mà ai cũng biết là ai đấy, và trong trường đến ngày nay. Về kỷ niệm đầu tiên của mình với D&D, mình nhớ game đầu tiên mình chơi sau khi được hướng dẫn tạo nhân vật là game diễn ra lúc 3 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ sáng, chơi một one shot chưa hoàn thiện của Ricky. Nếu bảo có điểm gì đặc biệt thì không thể chỉ ra rõ ràng, vì hành động gì cũng ngáo một cách đặc biệt, nên đó chắc chắn là một game không thể quên của Đường. Cái thứ hai, một lần dùng spell lỗi khiến mình nhớ đến bây giờ, thực ra là mọi người bắt nhớ đến bây giờ, là khi chung party với Đình, Chiu, Ne và Oan, mình lần đầu chơi một bé druid thực vật, dui rẻ, tung spell Spike Grove, đọc có vẻ mạnh vào chỗ con rồng và xuất sắc gây được hơn 100 dam cho party. Đây là sự tội. Xin phép tặng Đường cái huân chương. Con rồng 100 dam cũng khủng hơn gì nữa. Spike Grove Master. Gây ra 100 dam nhưng phân nửa là vào party team mình. Nhớ là bạn Goblin đã gục xuống ở chỗ đấy. Thì cái game hình như 3 giờ sáng là hình như anh chơi cùng cái game đấy Đường mới tạo nhân vật lần đầu. Đúng rồi. Lần đầu cầm siêu bắt đầu là chơi lúc 3 giờ sáng luôn. Em kiểu thật rồi, không thì ai cũng ngán. Cái hôm đấy là cái hôm mà One Eldritch Blast 1 đam kết liễu đấy nữa. Đúng rồi.
Hôm mà Oan chơi Goblin Cầm đường không lăn cái đêm 1000 à? Em lăn làm gì anh? Tự xem cho mình. Tự xem. Xong rồi cũng được roll màu mè cái gì đó. Ờ, đường ơi, nếu mà em lăn được, em được giải anh xem cho em, được chưa? Úp, lăn đi em. Em được lăn 2D không? Ừ. Em được lăn 2D nghìn. Trời ơi, quên. Đắc kỳ, anh tài trợ luôn. Trợ luôn. Đường lăn đi nhá, Thiện sẽ check sau. Kỷ niệm của Thiện. À, sorry. Cậu nói đi. Kỷ niệm của Thiện. Kỷ niệm của Thiện. Kỷ niệm Thiện là nô lệ tư bản Spawn của SR5 hành gác Albert. Nào, chúng ta cùng đến với kỷ niệm của Thiện. Đã xe mà này. Chào mọi người, 3 tiếng nữa thì em quay lại. Thôi thôi, Thiện đuổi. Hôm đó tư bản đã rất cố gắng, mà với sức mạnh của tình bạn và anime, các cầu cú đã đẩy lùi tư bản. Thực ra cũng có một số tư bản hỗ trợ. Ví dụ như tư bản Vu tự nạp tiền để tung cho mình máu. Tự nạp 50.000, anh ơi em thêm 10 máu. Sự kiện lần này thì năm bạn Đình, Cá, Bu, Mèo Cát và Bro đã chiến thắng giải giveaway. Nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ những kỷ niệm chơi D&D của mình trong server Funky Dungeon Master, cùng chia sẻ cái thú chơi game nhập vai 102 này ở Việt Nam.